Thưa quý vị, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ được biết đến là vùng đất nổi tiếng về mãng cầu diêm ở Cần Thơ. Nhờ năng suất giá bán cao và đầu ra ổn định mà diện tích mãng cầu diêm ngày càng được nhân rộng. Nhiều hộ dân địa phương mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa, các loại cây kém hiệu quả sang trồng mãng cầu diêm nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Gần 10 năm trồng mãng cầu diêm, đến nay anh Trần Thanh Việt sở hữu khoảng 4,5 hecta với 3.000 gốc mãng cầu diêm từ 2 đến 7 năm tuổi. Bình quân mỗi hecta cho năng suất khoảng 40 đến 50 tấn trái một năm. Sau khi trừ chi phí, mỗi hecta đem về cho anh Việt lợi nhuận 600 triệu đồng. Từ Tết trở lại tháng 3 dương lịch thì giá cả khoảng 32.000 ký. Thì đem lại lợi nhuận cho hộ gia đình cũng tương đối ổn định. Mãng cầu diêm dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, phù hợp với thổ nhưỡng vùng đất Thới Hưng nên cây trồng đạt năng suất cao. Năm đầu cho trái, mỗi cây mãng cầu diêm được khoảng 30 đến 40 kg. Đến năm thứ hai trở đi, năng suất tăng gấp đôi. Ở chỗ cái vùng đất này thì cây mãng cầu diêm thấy nó trồng nó có hiệu quả. Nó mau cho thu hoạch. Thời gian thu hoạch cái là chúng ta chỉ trồng khoảng từ 2 năm là có thể là bắt đầu đó cho thu hoạch được rồi. Mùa mãng cầu diêm bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 5 dương lịch năm sau. Trái mãng cầu diêm luôn được thương lái săn đón tận vườn. Tùy thời điểm, giá mãng cầu diêm dao động từ 20 đến 70.000 đồng 1 kg. Nhiều hộ dân vươn lên làm giàu từ cây mãng cầu diêm. Thương lái thì nó lúc nào trực tiếp nó yêu cầu mình có trồng là nó vô nó hỏi mua cho mình, nên không có lo về phần thương lái. Hiện nay thì cái giá trị kinh tế của trái mãng cầu cũng khá cao, cho nên là người dân trên địa bàn xã mạnh dạn đầu tư và cái diện tích nó ngày càng được nâng lên. Hiện xã Thới Hưng có 772 hecta mãng cầu, trong đó gần 580 hecta mãng cầu diêm. Đây là một trong những cây trồng có diện tích lớn ở Thới Hưng, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.